Sáng nay công trình Đại Nghĩa đang tiến hành đầm đất. Xong được 4 ô rồi. Ở gần sau. Bên kia là lấp hết rồi đúng không anh? Chưa, còn ô là sau đấy. Ô nào? Đâu. Ô kia? Ô kia bể phốt không lấp. Ô lấp à? Cái ô mà hai ông nhà hàng xóm đang đo kìa là không lấp. Nhưng mà cái ô kia nó cũng lốt đi mà đầm chứ. Dạ, thì còn ô sau anh chắc xây rồi. Thì còn ô này, ô này. Đấy, đang với cả đầm luôn. Hai ô sau hôm qua cũng chưa đầm đúng không? Chưa đầm hết. Đấy, còn... Ôi luôn một phát lên kia đi, sau. Vâng, thế coi như là gần tương đối rồi. Chỉ có cái ô mà cái thằng Trung đang đứng kìa, nó bể phốt thì là nó không lấp, nó xây lên. Đây là... Hôm qua cũng mưa nhỏ nhỏ hay sao? Ở nhà chiều qua lúc này còn như thế. Nó gió nhưng mà nó chỉ lắt nhắt thôi. Đây, đây là mưa, mấy xúc đang san lại mặt bằng ở nhà bên cạnh. Bên này thì đang vét chỗ này để không khổ thế. Hôm qua anh bảo né này ra rồi nhưng nó vẫn tuột xuống. Ô này thì sẽ xây bể phốt. Nhà hàng xóm tiếp tục tiến hành đo lại. Hôm qua đo nhưng mà cảm giác như chưa phục nên hôm nay đến đo tiếp rồi.